Chào anh em ha, vừa nhận con Novo 5 xe bị mắc nguồn hệ thống anh em ơi. Thì xe này mình vừa nhận thì đầy được, nhưng mà không có nổ ha, không bơm xăng. Đó, đầy được không nổ không bơm xăng thì sau khi kiểm tra đó thì thấy cái nguồn 5V của nó có vấn đề ha. Đó, nguồn 5V nó vấn đề cái lúc có lúc không. Thì thử cho nhanh thì giật cái chui của tivi ra thử ha. Như xanh dương thì lúc nào nó cũng nguồn 11V mấy 12V mọi người. Đó, nó không phải 5V, 11V mấy 12V. Thì mình mượn cái bộ hông ga của xe khác mình đưa qua ha. Tại vì xe cũng lu bu nên là mình loại trừ luôn anh em ơi, chứ mình không có dò cho nhiều anh em ơi. Có xe có đồ thử mình loại trừ. Rồi có lấy luôn cả một cục. Mình đã lấy luôn một cục e-sem ha, mình thử vô luôn cũng không được ha anh em ha. Cục e-sem luôn thử không được, mắc nguồn 5V nha anh em, không bơm xăng ha. Không bơm xăng, mắc lửa. Dòng Novo 5 này hình như là đề mà Gendy với Janus á, khi anh em giật cái bộ ba cảm biến ra đó là vẫn có lửa nha anh em. Vẫn có lửa, nhưng mà đề Novo 5 này bộ ba cảm biến khi mà nó bị hư tivi hoặc mắc nguồn 5V là xe này nó mắc lửa nha. Đó thì dây nhợ thì anh em cũng thấy rồi, rất là đẹp ha, không bị chuột gặm ở bất cứ một cái vị trí nào hết. Và em đã lấy một cái bơm mới em gắn vào cũng không có bơm. Do một hồi đo thì cũng cái đo đơn giản thôi, thì muốn biết tại sao xe này nó không bơm đề được mà không bơm, đọc đúc máy đọc lỗi vào ghim vào không đọc được dữ liệu. Thì trước tiên để mình làm gì, trước tiên là mình phải kiểm tra coi nguồn và mát cấp để cho e-sem này nó có chưa. Đó, khi mà nguồn có rồi đầy được mà tại sao lại nó không có nguồn 5V thì mình phải kiểm tra về mát anh em ha. Đó, đã thử vào bơm xăng TB xem luôn không hết thì đo thì thấy xe này nó bị mắc mát nha anh em. Mắc mát thì không biết nó bị đoạn khúc nào. Dây nhợ là rất là đẹp nha anh em thấy dây nhợ rất là đẹp ha, không bị cắn bất cứ một chỗ nào hết. Đó, mình vừa nhận khách đây thì mình có đồ thử ha, mình thử hai con vào cũng không lên. Rồi thì kiểm tra thì cái chân số 7 đen sọc trắng ha, mát để cắt cho e-sem thì không có. Thì bây giờ mình đấu một cộng quay dây vào mát thì khi đó mình bật là bơm xăng nó lên đây nè, thấy không ạ? À? Đây đúng không ạ? À? Rồi thì xe này thì cũng không có gì, xe này chỉ là bị mát nó bị chập chờn ha anh em ha. Chạy khách nói là trước khi bị là chạy nó khựng. Đó, nó bị khựng rất là khó chịu, nó rất khó chịu. Cũng chạy vòng cũng chỉnh sửa cũng lay quay rồi nhưng mà không hết. Thì giờ mình ra thì mình kiểm tra thì thứ nhất á, bây giờ mình bỏ cái dây mát này ra, mình ghim lại con e-sem cũ của họ. Đây con e-sem cũ ha, con này con của mình để mình test. Vẫn không được. Thay TB vô cũng không được, thay bơm xăng không được ha. Mát để dập cho bơm xăng cũng không có thì lấy gì mà được anh em. Đó, thì giờ chỉ cần mình đấu một cọng dây là vào thôi. Xe thì không kết nối được máy đọc lỗi nha mọi người, không kết nối được máy đọc lỗi. Bây giờ mình sẽ đấu cái này vào mát đi, đấu này vào mát để mà thử mình coi mình kết nối thử coi. Lu bu quá nên là có đồ loại trừ cho nhanh nha anh em, tại vì mình không có đo, mình thấy sao mà nó không kết nối được. Không kết nối được thì nó nằm bên hông thì mình lấy cái tivi mình chọt vào luôn anh em ơi, chọt vào không được ha. Thử e-sem luôn cũng không được ha. Rồi kiểm tra mát đi. Bây giờ chọt mát đâu đây ta? Chờ mình chút xíu anh em. Có đồ sẵn ở đây cứ chọt vô thôi, rồi kiểm tra sau. Rồi được rồi. Rồi bây giờ mình thử mình đọc lỗi thử coi có được hay không. Chị có xem thì coi ha chị ha. Thì sẽ chỉ một hồi đây. Test tung tùm lum một hồi em sẽ làm cái khâu này lại nha, làm khâu đó lại. Xe này nếu mà nói chung là nếu mà khó khăn mà đi dọc đường thì vô có thể là thay bơm xăng nè, thay C nè, nói chung là đủ thứ các kiểu ha. Còn đây em thử nào làm đó. Rồi bây giờ mình thoát ra để mình thử coi có được hay không ha. Bỏ lâu quá, cái này là trước 2018 hay sau 2018 ta? Trước 2018, thử ra.
Bây giờ là kết nối được rồi ha, bây giờ là kết nối được rồi. Lỗi mà tín hiệu cảm biến nhiệt độ động cơ ECT gì đây, có một cái à. Rồi thì bây giờ là đã được rồi, để em ghim lại cái bơm xăng cũ của người ta coi coi nó như thế nào cái đã. Anh em chào mình nha. Xe này làm tốn tiền công nha chị. Mở tùm lum hết. Xe chị này bị dây chị còn đẹp quá chị, đẹp đây nè. Ở đâu có dấu hiệu chuột gặm chuột cắn gì đâu mà nó bị mát cắp che xem không ổn định. Không có một dấu hiệu chuột gặm luôn ha, này giờ cũng má ơi luôn á. Thà là nó đứt luôn không nói lúc có lúc không. Rồi để em cấp vô cái bơm cũ của chị thử coi nó có bơm không có đã. Để em tắt luôn. Rồi cái bơm chị nó cũng không lên luôn chị ơi. Ôi lên rồi, lên rồi. Rồi giờ thử hên xui coi nổ máy không ha. Quay quay cũng quýnh cái này cái này bởi cái này cái là má ơi luôn á. Xe này bị vậy rồi bỏ lâu quá không có chạy. Rồi bây giờ cứ coi có lửa không trước không cái đã ha. Xe bị rồi, giờ chủ xe chán quá giục xe quăng bên luôn mọi người ơi. Để mình thử coi nó có lửa không cái đã. Giờ làm sao đây? Chờ em nha. Giờ à em giật mẹ nó cái này ra lấy cái đất gì mà có lửa. Làm gì à, làm lấy niềm vui mà anh em. Rồi. Xíu. Rồi có lửa không cái đã. Khách bị rồi, khách bỏ luôn rồi lâu rồi không có luôn. Rồi có lửa rồi ha. Có lửa rồi, khách nói bị cứ hợp giật tắt rồi chán rồi dựng xe này cũng mấy tháng. Này cũng xăng cũng chưa bỏ nha mọi người, xăng cũ bugi chưa chùi chưa gì hết nha mọi người. Hên xui thôi. Nổ. Hết bình luôn. Nói chung là giờ là bơm xăng được rồi, này giờ hồi nữa mình mở mấy cái này ra thấy nước nôi không ha. Mở máy này nữa ra là có lửa là ok rồi, có lửa độc là không thông số được rồi à, bơm xăng đã bơm rồi. Bơm xăng đã bơm thì bây giờ bật lên nó đã bơm e rồi. Đây. Rồi xăng là có bơm ha. Rồi xe này thì để em vệ sinh mấy cái mở cái họng ga em coi coi kim phun đồ coi mấy cái dây nhỏ kim phun đồ coi nó như thế nào rồi hồi nữa xong rồi cái gì em điện ha chị ơi. Xe này bị đứt mạch, đứt mát ECM. Tạm thời câu gì đi thử ha. Thì bây giờ đây mình sẽ giật cái dây mát này ra thì anh em thấy là sẽ không kết nối được nha. Chào mọi người nha. Rồi bây giờ để mình tắt cái này đi. Mình bật lên coi bơm có bơm không. À, không có bơm ha. Rồi mình thoát ra rồi. Rồi bây giờ mình vô mình chọn động cơ Yamaha. Giờ thì đứt được đúng không? Giờ là nó lại được, giờ nó lại vô nha mọi người. Mà không có bơm. Còn có bơm không? Không có bơm. Giờ đọc được mà không có bơm. Chỉ bỏ cái này vào nó mới bơm xăng thôi. Bây giờ mình giật ra ngoài thì anh em thấy dễ hơn ha. Uống gì? Thôi mới ăn sáng rồi. Để coi làm kịp chiều nay mình đi Bình Dương chở con đi chích ngừa anh em ơi. Đi công chuyện nên không ghé thằng Hiếu được. Thử cho anh em xem ha. Anh em thấy không bơm ha. Anh em thấy không bơm nè. Không nghe tiếng bơm. Rồi bây giờ mình sẽ chọt cái này vào mát. Anh em thấy không? Đây nè, bây giờ mình sẽ chọt vào mát anh em nghe nó bơm nè. Đúng rồi. Đó, nghe anh em nghe ha. Đây. Để mình thử sao anh em nghe. Rồi xe này thì bây giờ là chỉ cần mà mở về bộ họng ga nó ra coi bugi coi coi nó có bị đóng bụi đóng dơ gì không.
Chị xin mấy cái phần đó lọc gió mua ghi không ra lại đấu cái cộng dây điện vào là xong anh chị ơi. Này hồi làm lấy tiền công ha, tiền công về làm mấy cái kia thôi, IC gì đó, lửa củi bơm xăng thì ok ha. Rồi chốt ban cho chị luôn, là xe này chỉ bị dây nhỏ thôi, hồi vệ sinh mấy kia lại là xong. Để em ăn cơm tí xíu cái rồi em ra em coi em làm em giải quyết cho. Thì khách mà hư thì ghé mình, hư nào mình làm nó nha anh em. Nói chung là mình làm kiểu gì mình tính tiền cũng được hết á, nhưng mà làm quá thì tính tiền chỉ được có một lần thôi anh em ơi. Làm quá chỉ tính tiền được có một lần thôi. Thì giờ còn lay que vài chiếc thôi mọi người ơi. Chào anh em ha, kết thúc ăn cơm trưa cái ăn cơm trưa cái mình gáp cái xe này vào cho chị này, cái đồ thì lấy về rồi mà chưa có gáp được. Cái này nãy mà biết nó bị đứt có cộng dây điện thì không mở bên này đỡ tốn thì giờ mọi người. Đó là mở hết mấy cái áo ra rồi gắn cực quá. Nãy biết chị Hạ con bên này gắn vô là xong. Thôi chào anh em ha, có ban nào nhỏ nhỏ rồi quay lên đây đăng lên xem cho vui anh em ơi, mùa dịch mà. Anh em nào giỏi rồi thì bỏ qua, anh em nào chưa trải nghiệm được, chưa gặp những cái van đơn giản gì thì có thể áp dụng được gì áp dụng ha. Biết cái tới đâu nói tới đó chứ cũng không phải thầy thợ gì, thầy bà gì đâu mà, mọi người ơi. Đừng vô bắt bẻ em này nọ được rồi, em chia sẻ miễn phí mà, đâu có lấy đồng nào. Rồi thôi chào mọi người, em kết thúc video. Chào anh em nha.